đội hình leo danh hiệu quả hiện nay theo thần rừng Meliodas. Dựa vào những bảng cập nhật và meta gần đây, người đi rừng của Cerberus đã liệt kê ra đội hình như sau. Đường Baron, Gwen. Vừa đến với đấu trường tốc chiến trong thời gian vừa qua, Gwen đang là vị tướng mạnh mẽ bậc nhất ở đường này và gần như không ngán bất cứ một kèo nào. Đi rừng, Lee Sin. Với bộ kỹ năng của mình, Lee Sin gần như có thể góp mặt trong các đội hình nên chơi tại mọi bảng cập nhật. Đi ganh với combo cực kỳ đơn giản. À thì đã trúng sóng âm đã rồi tính tiếp. Đường giữa, Zed. Với việc có Gwen sở hữu rất nhiều sát thương phép ở đường Baron thì Zed sẽ là sự lựa chọn hợp lý tại khu vực đường giữa, gia tăng thêm sát thương vật lý và độ cơ động trong việc đảo đường đi ram. Đường dưới là cặp đôi Jig và Nautilus. Với việc không có pháp sư tại đường giữa, sử dụng Jig trong vai trò carry cũng là một ý tưởng không tồi. Cặp đôi này có nhiều khống chế và có thể dùng sát thương khá nhanh. Anh em cứ thử đội hình này để leo danh, không hiệu quả thì gõ cửa nhà Meliodas. Ủa gì vậy?